Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món cua rang me. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé! Về phần nước sốt, khoảng 50g me chín, chúng ta hòa cùng với 100ml nước ấm và lượt qua rây. Tiếp theo, chúng ta nêm 2 muỗng canh nước mắm. Ba muỗng canh lưng đường. Bột ngọt. Ba mươi gram bột bắp hòa cùng với 100ml nước. Thêm vào một muỗng canh sa tế vào nước sốt nếu thích cay. Chúng ta hòa nước bột cùng với nước sốt. Củ hành rắc mỏng. Tỏi xay, cua trụng sơ qua nước sôi, chúng ta phi dầu tỏi cho thơm và cho cua vào xào với lửa nhỏ. Thêm một muỗng canh dầu hào. Chúng ta xào cho đến khi cua chín thì cho củ hành vào. Tiếp theo là nước sốt.
Đảo đều cho cua ngắm gia vị và nước sốt sánh lại thì chúng ta tắt bếp. Khi dùng thì chúng ta thêm vào một ít rau răm. Chúc tất cả mọi người làm món cua rang me thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.